Xin chào tất cả các bé. Thiên nhiên quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ diệu phải không nào? Cô có một câu đố về một hiện tượng tự nhiên. Chúng mình thử đoán xem đây là hiện tượng tự nhiên gì nhé. Cầu gì chỉ mọc sau mưa, lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây. Đó là hiện tượng gì nào? À, đúng rồi đấy các con ạ. Đó là hiện tượng cầu vồng. Vậy các bé đã biết gì về cầu vồng? Không biết cầu vồng xuất hiện khi nào? Chúng mình hãy cùng cô tìm hiểu những điều lý thú về cầu vồng nhé. Cầu vồng là một hiện tượng tự nhiên, có thể dễ dàng nhìn thấy sau cơn mưa lớn vào ban ngày. Cầu vồng là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời qua những giọt nước trong không khí. Cầu vồng có 7 màu. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tràm, màu tím. Trước khi đến với thí nghiệm tạo ra những dải màu sắc giống như cầu vồng, chúng mình sẽ cùng làm quen với một số dụng cụ nhé. Đây là bát nước, một chiếc gương tròn, ánh sáng của chiếc đèn điện thoại. Các con nhớ phải là ánh sáng trắng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với thí nghiệm của cô. Để làm được thí nghiệm này, chúng mình sẽ làm trong phòng tối. Đây là bát nước. Cô sẽ thả chiếc gương này vào trong bát nước. Sau đó, cô sử dụng ánh đèn của điện thoại chiếu vào chiếc gương này. Chúng mình thử quan sát xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Wow, những màu sắc giống như cầu vồng đã hiện ra rồi này các con. Chúng mình nhìn thấy những màu gì nào? Màu đỏ kìa. Wow, màu vàng. Màu tím nữa kìa. Cô vừa hướng dẫn chúng mình làm thí nghiệm tạo ra những dải màu sắc giống như cầu vồng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm với bố mẹ thí nghiệm này tại nhà nhé. Chúc các con có một buổi trải nghiệm thật là vui vẻ. Xin chào tất cả các con. Chúng mình hãy tạo ra cầu vồng nhé. Tạo ra cầu vồng nhé. Rồi, các con làm đi. Bảy vòng vây. Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy gì không? Thì wow. Hai bạn cho mẹ nói cho mẹ biết nào. Con thấy cầu vồng như thế nào? Cầu vồng rất tuyệt vời. Con nhìn thấy những màu sắc gì?